mọi người có ai gặp trường hợp như em không? Khoe người yêu một chút cái là bị cắm sừng lúc nào không hay luôn. Nhưng mà chuyện này cũng không sao. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Em chấp cả lò con tiểu tam. Đợt đó ở công ty em có một con bé mới vào tên Thư. Nghe cái tên là biết tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi. Và đúng thật. Kiểu con nhà giàu và muốn đi làm xem việc bán mình cho tư bản thế nào á. Cái thư rất niềm nở, khi mới vào thì ai cũng yêu quý, dù đôi lúc hơi thảo mai, nhưng con bé vẫn được lòng mọi người bởi cũng chăm chỉ mời mọi người uống nước hay ăn hoa quả. Lần đó em cũng có đi chụp ảnh với anh Huy, bồ của em. Hai đứa yêu nhau được 2 năm, nhưng mà đây là lần đầu chụp ảnh tử tế như vậy, cũng gọi là ưng nên em đăng lên mạng xã hội. Cả team em thì đều biết đó là người yêu em rồi nên khi gửi vào nhóm chung thì mọi người chỉ khen là nhìn đẹp đôi quá duy nhất có con bé thư ôi ai đây vậy chị ngọc ơi nhìn đẹp trai thế em nghe thấy thế cũng hạnh diện nhưng mà vẫn trêu một chút à anh họ chị đấy thấy em nói là anh họ là thư inbox cảm thán liền ôi anh họ chị đẹp trai ghê á đúng gu em luôn đẹp trai mà nụ cười tỏa nắng nữa mê nha thế là mọi người trong công ty cũng hùa vào trêu con bé là thích anh họ của ngọc thì vào việc luôn để ngọc có cơ hội đi tìm anh khác rồi còn bảo con bé cứ mạnh dạn đi thế mà con bé thư tin thật con bé kết câu chất lừa mọi người đã ủng hộ em như vậy thì em tấn công luôn và ngay với điều kiện của em thì chẳng có lý do gì em lại không cưa được anh ấy cả mọi người chờ tin vui của em nha nghe mà cảm lạnh không Vậy là đến tối lúc em về nhà, đang ngồi xem tivi thì điện thoại anh Huy hiện lên thông báo. Minh Thư gửi lời mời kết bạn. Em thẳng tay block luôn không nói nhiều. Hôm sau con bé thắc mắc. Em cười khểnh cho qua vì nghĩ nó đùa dai. Nào có ngờ đâu một thời gian sau em cảm nhận được. Anh người yêu có chút lạ, đi sớm về khuya. Hay nhìn điện thoại cười tủm tỉm Em hỏi có chuyện gì cũng không nói. Hôm đó em lấy điện thoại gọi điện thì thấy một tài khoản lạ nhắn tin. Anh ơi tuần sau mình đi chơi nha, em nhớ anh lắm rồi người yêu có nụ cười tỏa nắng của em ê cái nụ cười tỏa nắng này thấy quen quen nha em vội vàng tài khoản đó kiểm tra và hãy trưởng đúng như em suy nghĩ đó là của thư đặt tên khác nhưng vẫn có tiểu sử minh thư yêu quang huy có chút sốc nhưng em vẫn bình tĩnh, đăng nhập tài khoản của anh Huy qua máy em để tiện theo dõi và được biết tuần sau họ đi biển Thanh Hóa cùng nhau. Nhớ quá không chịu được nữa rồi, đây là cơ hội của em, em phải dằn mặt bằng được hai đứa mèo mã này. Ngày hôm đó em đến đúng khách sạn chúng nó ở, đặt phòng đối diện chúng nó luôn, nhằm theo dõi nhất cử nhất động. Đến lúc mà chúng nó đang tay trong và định vào phòng để làm một hiệp thì em đứng vỗ tay, cặp đôi mèo mã có vẻ hưởng thụ ghê ha, đã cấm sừng rồi mà còn muốn hạnh phúc hả? Chúng mày hơi tham rồi đó Em lao đến vả cho thằng Huy một cái méo mặt luôn Còn con bé Thư em chẳng thèm động Dơ tay lắm Thế mà con bé nhìn em chầm chầm Nè không có gì hơn tôi thì bị cấm sừng đúng rồi Tôi giàu là được Tôi có thể cho anh ấy tiền đầu tư Tiền vui chơi chỗ đứng trong công việc Chị không thắng được thì chấp nhận đi Lúc trước còn bảo anh họ khoe khoang cơ mà Giờ lại giành lại à Không có cửa đâu Ủa đi cướp bồ người ta Mà có tí tiền là sang hả mọi người Em tiến đến vuốt cho nó hai cái rồi nói chia tay luôn. Cho đôi trẻ tọa nguyện ở bên nhau, ôm ấp, hiệp một, hiệp hai gì đó kệ mẹ chúng mày. Một thời gian sau em quen một người khác. Anh Lộc mình quen được qua một lần gặp đối tác ở công ty mới. Nói chung thì cũng được nhiều tuổi hơn mình kha khá, nhưng không sao. Người tử tế thì vẫn cứ là yêu thôi tìm hiểu được thời gian thì thấy anh ấy rất tâm lý tinh tế anh lộc luôn sợ rằng ở bên em khiến em cảm thấy ngại ngùng nên luôn cố gắng ăn mặc thật trẻ trung cố gắng làm những gì mà khiến em vui ở bên cạnh anh ấy em thấy tuyệt vời lắm thế mới là tình yêu chứ anh cũng là người có tiền nên đi ăn đi chơi đều là những nơi chanh xã nhưng mà rồi ngày này cũng đến ngày mà anh ấy đưa em về ra mắt gia đình hôm đó em có tình chọn một chiếc váy lộng lẫy, đeo lên mình những phụ kiện mà anh người yêu đã tặng suốt thời gian yêu nhau. Lúc gặp mặt khoát tay anh Lộc, em đã nở nụ cười trạng rỡ nhất. Chào hai đứa, chị là người yêu của bố hai đứa, rất vui được gặp hai em. Lúc này Huy với Thư xịt keo cứng nhắc, nhìn em tay trong tay với bố của Huy mà chẳng thể làm được gì kế hoạch này em đã lên từ bao giờ rồi cuối cùng cũng đợi được giây phút trả thù ngồi ăn uống cùng nhau huy và thư không nói nên lời chúng nó liên tục công kích rồi bảo anh lộc nên suy nghĩ lại anh lộc lại không quan tâm mà gấp thức ăn cho mình chuyện của bố bố tự biết đường tính hai đứa không phải lo giúp bố hai đứa cứ sống tử tế đi sau này tài sản của bố còn có phần hai đứa Nghe Lộc nói thế mẹ mừng vô cùng, nhìn Thư bất lực gọi mình tiếng chị, sau này là tiếng mẹ mà em không khỏi sung sướng. Chúng mày dở trò mèo mãi đi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng mày cấm sừng chị thì chỉ lên làm mẹ chúng mày. Chức vị cuối cùng vẫn lớn hơn các người. Dạ, yeah, ở đây có chị em nào cần người yêu không à? Để em pass lại ông bộ của em chứ em bất lực quá mấy má. Xin chào mọi người, em tên Nhung, đang học năm ba kinh tế, còn người yêu của em tên là Huy, đang học năm cuối bách khoa. Em với ông quen nhau qua mấy cái hẹn hò rồi đó. Ông thuộc kiểu người nhạt tội ác Đến cái nỗi nha, mình phải tự hỏi là trời đất ơi Sao trên đời này có một con người nhạt hơn nước ốc vậy trời Ngoài cái mặt mũi khôi ngô với cái chiều cao 1 mét 8 ra Thề với chị em, ông bồ em vô tri cực Quen nhau 2 năm, chẳng có lấy một câu ngọt ngào Em mà mở mồm sến suốt câu nào là ông biểu môi Bảo em bị vong nhập, coi tức không mọi người dù vậy, mỗi năm lễ lộc vẫn chưa bao giờ thiếu quà cho em. Valentine, sinh nhật, 83, ba hay 10, 10, đều hoa, đều bánh các kiểu nha. Ông bảo trên mạng ai tặng gì thì ông học theo thôi, chứ chả biết lựa chọn hay chuẩn bị gì cho lãng mạn trơn. Nhiều khi còn chẳng đưa tận tay em mà treo ngoài cổng rồi nhắn cho em một tin là xuống lấy quà đi, ông có việc đi gấp. Treo ở ngoài khéo người ta lấy mất giờ, trời tất không bạn gái nhà người ta giận dỗi thì được tặng nước hoa, mỹ phẩm hoặc là ten ten vài tiếng từ chuyển khoản ngân hàng. Em giận dỗi thì ông mang tới một đống đồ ăn, xoài lát, cốc lát, trà sữa, trà đào, bánh tráng trộn, nước trái cây, linh tinh, đủ thứ, mọi thứ ăn vặt. <laughs> Bảo là anh thấy người ta nói là dỗ dành phụ nữ là phải bắt đầu từ cái bao tử. Ừm, thay vì mua mấy cái mỹ phẩm đắt đỏ thì anh mua cho em đồ ăn vừa ngon miệng vừa no bụng tiết kiệm chi phí lại tốt cho sức khỏe quá là tiện à mà anh có mua thuốc nhuận tràng nữa cơ hãy em ăn nhiều thứ thế này á, sợ bị tào tháo rượt hay là táo bón gì đó thì á, anh mua sẵn luôn rồi nè chúc em bé của anh ngon miệng tức chưa trời ngon miệng cái con khỉ em nghe xong mà tao nói hết muốn ăn ngang luôn đó mọi người rồi chả biết là có người yêu nào suy nghĩ oái âm nhân huy nhà em không vậy trời đây nè Mới hôm 30 Tết, ông chở em về nhà ra mắt gia đình Mà trước khi dắt thẳng về nhà Thì ông mang em ra hẳn Nghĩa Trang Trời đất ơi, bảo đây là chỗ các cụ nhà anh nằm Anh đưa em tới đây ra mắt các cụ trước Em tới thắp nén hương đi Cho các cụ chứng giám Mà các cụ anh linh lắm đó Em liệu mà khấn cho đàng hoàng Trời đất ơi, buổi ra mắt cảm lạnh chưa Em về ra mắt nhà người yêu như bình thường Mọi việc khá là suôn sẻ Ông mới thì thầm vô tay em lạ Năm nay anh không có tiền lì xì cho em đâu nha Đợi Valentine anh bù nốt luôn Rồi thì Valentine cũng ngay mùng năm chứ có xa xôi gì đâu ba Em cứ thấy ok Và hỏi ông là oh, Valentine năm nay anh định tặng gì cho em dọ Ông mới bảo là có gì thì tặng đó thôi Năm nay kinh tế anh không có được thoải mái lắm Với lại tính anh không có thích cầu kỳ em biết mà Yêu nhau lâu rồi cần gì phô trương cho phung phí tiền của Nghe người yêu trả lời hời hợt vậy Em buồn chứ cả nhà Giận lấy bảo là muốn tặng gì cũng được bó hoa hay là hộp bánh thì cũng ok rồi chứ em có đòi hỏi gì đâu sáng hôm sau ông cũng mang quà mang bánh cho em thiệt thấy ông tay sách nách mang mấy cái túi to đùng tay cầm thêm bó hoa nữa à, em cũng vui quá trời hóa ra là muốn làm mình bất ngờ đấy mà ông mới tiêu thích nhìn em được kêu chứ bé yêu ơi anh mang quà cho em nè em hí hận đón ông vào nhà hỏi chứ dạ quà gì thế anh ông người yêu em bày hết trong mấy cái túi lên bàn rồi bảo chứ đây này là túi bánh kẹo tết nhà anh còn dư túi này lặn cân giò xào còn túi này là hai cái bánh chân bỏ phí quá anh mang hết cho em luôn à, em đang ngờ ra trước mấy cái món quà khó đỡ từ ổng Ông lại cầm bó hoa đặt vào tay em rồi nói tiếp chứ Đây, đây là hoa tặng em nè Hôm trước mẹ anh bảo anh mua về để thắp hương Anh mua dư thêm mấy bông Cúng xong anh mang xuống gói thành bó Trông cũng đẹp quá trời em ha Rồi xong nhiệm vụ 14 hai nha Có quà, có hoa, có bánh à, lời thêm cân giò nữa Nhất em rồi đó Ô oh, hay Ủa sao em muốn vả lệch mờ mỏng quá mọi người Giờ sao mọi người Ai đợi tặng quà bạn gái lại mang bánh kẹo thừa ở nhà tặng Hoa là hoa cúng Đáng vậy còn chả nó câu nào lọt tai Thà là văn vỡ lên đó, bảo cái này Nhà anh tặng em Hoặc là anh thấy hoa này đẹp nên mua thêm cho em Còn nếu không thì khỏi tặng luôn cũng được đi ba Đằng này vừa tặng đồ thừa Vừa nói mấy câu là em chướng tai quá Thôi ai cần thì em bass luôn ăn bồ này lại đó. Chứ kiểu này yêu đương cái đéo gì nữa Ê mọi người, mọi người có chị làm giáo viên là như thế nào? Chứ chị giáo nhà em lạ lắm, trời đất ơi, rất lạ luôn mọi người. Chuyện là nhà em thì có hai chị em, chị gái hơn em 8 tuổi lận, em là thằng đẻ cố à, nên cũng bị ra rìa rõ luôn nha. Bà chị em thì cá tính lắm, nhưng mà không biết động lực ở đâu mà bà ấy chọn nghề giáo viên cấp 3 nữa. Từ ngày lên cấp 3 đến giờ, 3 năm trời em đều phải học văn của bà. Không biết chúng nó khen sao chứ em thấy văn bà chẳng hay gì trơn. Có mỗi văn chửi là hay thôi. Cô giáo gì mà hả ngủ trương thấy mọi người? Trời đất ơi, em đi vào gọi chị gái dậy vì sắp vào lớp rồi á. Bà ấy vẫn khò khò, cho đến khi em đi ra khỏi nhà thì thôi. Cuối cùng vào lớp đầu tiết 1 á, thì cũng thấy bà xuất hiện một cách vội vàng. Còn bố em thì đứng ngoài cổng chứ. Con gái bố hôm nay dạy tốt nha, con gái cô lên. Trời đất ơi, rồi là giáo viên giữ chưa bà? Rồi gương mẫu giữ chưa? Chê thế. Đấy, nhưng mà có chuyện còn buồn cười hơn nha mọi người. Hết tiếc dạy em đi lên chứ. Chị muốn biết chuyện không? Đưa em 20k. Mặt bà ấy khó chịu nhưng vẫn rút ra 20k. Em ghé vào tay bà ấy chứ. Chị gái ơi, mặc áo ngược rồi. Trời đất ơi. <laughs> Vội thế bà. May không ai nhận ra chứ không thì ngại chết nha bà nha. Đó, mọi người biết tình trạng á là cho cô xin thêm 5-10 phút không? Chỉ tôi canh từng giờ để về, nhìn đồng hồ còn nhiều hơn cả học sinh, còn hỏi là Em đã làm xong chưa? Chưa xong á, nhưng mà trong 5 phút có xong không? Nếu không xong á thì về chỗ đi, hôm sau lên viết tiếp nha. Còn 5 phút nữa thôi thì phải tan ca đúng giờ. Các em chẳng thích thế còn gì? Trời đất ơi, ơi nóng cái tỉnh hết cả người bà Con bạn em sách mông về chỗ ngay Và hứa tiếp sau sẽ lên làm bài <laughs> Đó, cố gắng tạo nét khi đi dạy Nhưng mà về nhà là bà thành con gái bé bỏng của bố mẹ em liền Đồng tí là bà ấy kêu Bố mẹ ơi, con không muốn làm giáo viên nữa đâu Con không lấy làm nữa đâu Suốt ngày phải dạy đúng giờ học bài cả đời Con chán lắm rồi Trời đất ơi, thế là bố mẹ em lại dỗ dành rồi nấu lẩu cho bà ăn đó mọi người. Chưa hết, chưa hết. Mỗi lần bà đi thi giáo viên giỏi thì cứ như là bố mẹ em đi thi luôn. Trời ơi, ngồi nghe bả giảng nha, kiểm tra giáo án hộ nha Mà cả tuần em đang đi nghe lại một bài giảng tao nó phát chán luôn Trời đất ơi là trời Chưa hết, chị của em có cái thói kỳ lắm Đi rình các cặp đôi yêu đương ở trong lớp Hôm đó nha, rút ra ra về Hai đứa bạn em đi hẹn hò Bà chị em không có yên tâm Mà đi đến khoát tay chứ Hai đứa đi chơi hả? Trời cho cô đi với nha Cô chưa đi hẹn hò lâu lắm rồi Mà hôm nay Nam cho bạn gái ăn món gì đó con đó. thế là tụi nó bị chị em kẹp giữa. Bình thường hai đứa hôn nhau cũng nhiều đó, mà đi với cô á có nắm tay cũng không dám nữa. Nhưng mà chị em được cái cũng thảo đi với các em á chơi cùng các em, nhưng mà mình bao hết. Còn đưa về tận nhà gửi bố mẹ hai bên nữa mà. Hôm nào cũng đến hỏi thăm tình hình yêu đương của mấy đứa cho đến hôm á con bạn em nó khóc vì bố mẹ nó phát hiện và cấm chuyện yêu này, yêu đương của nó chị em thấy vậy cũng khó khăn đành một mình đến nhà phụ huynh lôi thành tích các kiểu của hai đứa rồi cam đoan bản thân mình sẽ giúp cho hai đứa học thành chăm chỉ chứ không để tình trạng yêu đương ảnh hưởng đến học tập đâu bảo phụ huynh yên tâm đi trời ơi trước mặt của phụ huynh thì mạnh mẽ như vậy thôi mà xong xuôi việc á bà chị về nhà khóc với bố chứ bố ơi hôm nay con đi cam đoan với phụ huynh á giúp tụi nó học rồi mà hai đứa nó học cũng bình thường thôi à con phải làm sao để kéo tụi nó lên đây trời bố ơi con không biết đâu con chẳng làm giáo viên nữa đâu bố ơi không là trời rồi riết rồi không hiểu sao em lại học bà này luôn á nha ở nhà nhìn hết cái bộ mặt hết trơn rồi không nhìn với mắt bình thường được nữa từ đó, thấy chị em chăm chỉ nghiên cứu những cách học mới, cũng thử nghiệm ở chúng em nhiều. Tính ra, bài dạy cũng được, cũng đột phá. Ít thầy cô nào ở trường làm được cũng vậy lắm nha. Rồi khi bọn em lên 12, chị em cũng cố gắng theo lên để mà kèm cặp và đợt này trường em có một thầy về vật lý mới về thầy kiên, trời đó cô đẹp trai xỉu em là con trai mà em còn mê mà thầy nhìn như có ý với chị em thì phải chị em thì bị hỏng xe cũng nhiệt tình dắt giúp đồ còn hay đi qua lớp chị em hỏi chuyện rủ chị em đi hẹn hò buổi tối với cái cớ là mới về trường mong chị truyền dạy kinh nghiệm <laughs> rồi một tối đẹp trời chị trốn bố mẹ lên ba chị ấy kéo em đi cùng nhưng mà cho tiền em ngồi quán nét bên cạnh đợi chị mình chỉ mình chị vô thôi tuyệt vời làm sao thầy kiên cũng bị kéo vào đó bởi lũ bạn của thầy em nhìn rõ thế ép buộc nhưng mà thầy vẫn vào nha hai tiếng sau em thấy thầy kiên và bà chị em đi ra ánh mắt rất tình nha trời thầy kiên đưa chị em về em thì lẻo đẻo phía sau á về nhà bà chị chui vô phòng em kể lấy kể để trong đó bà đang đi tìm dai đứng tiếp cận và đúng bạn của anh thầy đang thể hiện bản thân thì thầy đứng trước mặt còn khoác vai bảo đồng nghiệp đó chứ rồi thành ra là phải đi lẻ với thầy luôn chị em có vẻ không thích thầy lắm vì phải gu chị ấy là phong trận rồi ngầu lồi đâu đó kén cá chọn canh thầy vật lý em đẹp trai ăn vậy chê gì nữa bà Hôm vừa rồi nè là sinh nhật chị, thầy Kiên chẳng nói chẳng rằng trực tiếp qua nhà em xin phép bố mẹ em là được nấu bữa cơm chúc mừng sinh nhật chị, cùng mua hoa đến tặng nữa mà. Rồi chị gái tôi ơi, lần này chị khó thoát khỏi tay thầy rồi nha, nấu ăn ngon, đôi đáp khéo, bố mẹ ưng vật vã, chị chạy đâu bây giờ chị ơi, sự nghịch của chị đã có người kiềm hãm rồi nha bà, chúc chị sớm lấy thầy Kiên nha. Xin chào mọi người, từ nhỏ em đã là đứa trẻ không có cha, Năm em lên 8, mẹ em cũng mất vì bệnh nan y. Từ đó em sống với gia đình bác ruột. Dù rất thương em, nhưng hoàn cảnh nhà bác cũng chẳng khá khẩm gì. Hơn nữa bác còn phải nuôi hai anh chị, thêm em nữa, quả thực rất khó khăn. Không còn cách nào khác, bác đành trao em cho một người quen trên thành phố nhận nuôi. Gia đình bố mẹ nuôi của em có bốn người. Bố mẹ, một anh trai hơn em bốn tuổi và một em gái kém em hai tuổi. Mọi người trong gia đình đều đối xử rất tốt với em coi em như con ruột trong nhà từ nhỏ em đã được bố mẹ đầu tư cho học hành tạo mọi điều kiện để phát triển em có anh trai tên lâm từ nhỏ đã mắc bệnh trí não không được nhanh nhẹn như những người bình thường tuy anh có khiếm khuyết nhưng em vẫn cảm nhận được anh luôn quan tâm và biết lắng nghe em còn về em gái em ấy tên linh luôn đối xử tốt với em tuy bố mẹ phải san sẻ một phần yêu thương cho em nhưng em ấy chưa bao giờ ghen ghét em vì điều đó thậm chí hai chị em còn thân thiết bám nhau như sam từ thuở nhỏ em cảm nhận mình dường như đã trở thành một đứa con ruột thịt của bố mẹ trở thành một thành viên thật sự trong gia đình em thấy mình thật may mắn vì thế em luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để có thể bù đắp công lao của bố mẹ hơn nữa có như vậy mẹ ruột em dưới suối vàng mới có thể yên tâm được Đến nay, em 24 tuổi Tốt nghiệp đại học xong Em vào công ty của bố làm việc Tối đó mẹ bảo có chuyện cần hợp gia đình Yêu cầu mọi người tham gia đầy đủ Mẹ em đi thẳng vào vấn đề Châu này, mẹ thấy con cũng đã lớn rồi Cũng đã đến lúc phải tính đến chuyện chồng con Con đã có ai chưa Em cũng thành thật Trước giờ chỉ lo học, không để ý ai cả Bố bảo vậy thì tốt Bố mẹ đã tìm sẵn chồng cho con rồi Con thấy anh Lâm thế nào Em không thể tin nổi vào tay mình Bố mẹ có ý gì Họ muốn em kết hôn với anh Lâm sao? Trước giờ em luôn coi anh như anh trai của mình. Nghĩ tới chuyện đó thôi em đã sợ gai ốc. Tất nhiên, em phải phản đối ngay lập tức. Nhưng bố mẹ liên tục thuyết phục em. Mẹ sụt xịt, tội nghiệp thằng Lâm. Mẹ sợ sau này bố mẹ già rồi. Sẽ không có ai chăm sóc nó. Còn nghĩ coi, sẽ có ai chịu lấy nó nếu không phải vì tài sản của gia đình mình. Bố năng nỉ, con nghĩ kỹ rồi giúp bố mẹ. Không lẽ bố mẹ nuôi con ăn học bao năm nay, con không thể giúp đỡ lại bố mẹ một chút được à? Từ đó, trong đầu em, có biết bao nhiêu suy nghĩ. Không lẽ bố mẹ nhận nuôi em, rồi chăm sóc em bao nhiêu năm qua, tất cả đều nằm trong dự tính. Mục đích cuối cùng vẫn là vì anh Lâm, con trai họ. Làm sao em có thể dành cả cuộc đời của mình với anh ấy được? Đâu cần kết hôn với anh Lâm, em vẫn có thể chăm sóc anh ấy được mà. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Cũng nhờ bố mẹ mà em mới có được ngày hôm nay Hơn nữa dù không bình thường Nhưng anh Lâm luôn tốt với em Sau bao ngày suy nghĩ Em dường như đã dần chấp thuận Nhưng trong những ngày suy nghĩ Em luôn được anh Chung quan tâm và chia sẻ tâm sự với em Sau một thời gian Em và anh Chung đã yêu nhau Chúng em cùng làm tại công ty của bố nuôi Nên nếu có yêu nhau cũng chỉ dám lén lút Anh là tình đầu của em Anh đã cho em biết tình yêu thật sự là gì Em yêu anh ấy nhiều lắm Thế nên em càng không thể đồng ý cưới anh Lâm được nữa. Ấy thế mà một hôm, anh Chung đưa em về trước cổng chúng em đang ôm nhau thắm thiết thì bị Linh phát hiện ra. Trước đây chuyện em với anh Lâm, Linh là người duy nhất lắng nghe và ủng hộ em. Thế nhưng từ hôm ấy, Linh thay đổi thái độ với em. Linh đã nói cho bố mẹ em biết về mối quan hệ của em và anh Chung, gây sức ép để em phải cưới anh Lâm. Hóa ra, Linh đã crush anh Chung lâu rồi. Bây giờ Linh chỉ muốn em cưới anh Lâm để Linh có thể đến với anh Chung em ấy khóc lóc ỉ ôi không thèm nhìn mặt em nữa cứ đi làm rồi lại lườm quýt em bố mẹ thấy khó chịu họ không còn dùng những lời nói nhẹ nhàng như trước nữa họ bắt đầu gây sức ép cho em sao mày cứ để cho bố mẹ phải đau đầu thế được còn thằng lâm con linh mày không muốn có anh trai em gái mày được hạnh phúc à bố lớn tiếng sao mày ích kỷ vậy tốn công nuôi mày từ bé tới giờ rồi mày trả lại cho bố mẹ cái gì chứ thứ còn nuôi bất hiếu vô ơn chỉ biết sống cho riêng mình Mấy hôm nay em không biết đến công ty để tránh mặt bố, tránh mặt anh Trung. Em cứ miên man suy nghĩ suốt mà vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp, em có nên chia tay anh Trung và nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ? Có khi nào mọi người nói đúng, em đã quá ích kỷ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình. Em thật sự không biết phải làm gì nữa. Có phải chỉ cần em đồng ý cưới anh Lâm thì tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc? Rồi khuyên các bạn luôn nha, lấy vợ đi rồi các bạn sẽ hiểu, mọi hành động của mình đều sẽ phải trả giá bằng tiền mặt <laughs> hoặc là chuyển khoản. <laughs> Cuộc sống này không có gì là miễn phí đâu, thiệt. Lấy vợ khổ lắm ông ơi, tiền mình không được cầm, mà nếu được cầm thì cắt phế 80% rồi, còn đó nữa mà vui, đúng không? Chào mọi người, mình là Hùng, lấy vợ được 2 năm rồi nha, hôm nay mới dám lên đây tâm sự cùng với anh em về việc lấy vợ. Khổ lắm, khổ lắm, tiền có như không vậy đó hả Hồi mới yêu nhau thì ông nói Mình là đàn ông, tiền hẹn hò phải trả chứ Đúng chưa? Bé Linh nhà em cũng biết ý luôn Giúp mình một chút Nhưng mà lạ lắm, lạ lắm Tụi mình yêu nhau có quy định rõ ràng Phạt ra phạt, yêu ra yêu luôn Thí dụ đơn giản nha, ai bắt người kia mà đợi á nha là phạt 50 ngàn, không chọn được quán ăn phạt 50 ngàn, ăn mặc xòe xòa tự giác đóng họ 50 ngàn. Nhiều lúc mình muốn nhanh cũng không được, người yêu mình đánh giá ngay mọi người. Đấy, hồi yêu đương đang dễ rồi á, cho nên á, mình yêu quá, không thèm chạy đến để mà tới cái lúc cưới nhau á, hôm đi đăng ký kết hôn, mình nắm tay vợ tung tăng đến cơ quan hành chính, mình cũng hồi hộp mà được em vợ cứ thích nhây chứ. Trước khi anh ký cho em hỏi lại nha, anh chắc chắn chưa? Anh chắc chắn muốn lấy vợ thì ký nha, bút sa gà chết đó anh. <laughs> Nghe vợ dọa mình cũng lo lắng, tạm gác bút suy nghĩ hai giây coi, sau đó hỏi liền. À, anh có nguyện vọng này, lấy em rồi thì tiền bạc anh có được sở hữu không? Vợ em tự tin chắc chắn có anh Em có hai phương án rồi Anh không phải lo cái việc đấy Trước tiên ký cái đã Bố mẹ đang chở nhà kia kìa đó, thế là mình ký vào và chuyện gì tới nó cũng tới ha Các cụ bảo cấm có sai Tình yêu là cho ta điên dài <laughs> Vừa mới cưới được tuần Về nhà, vợ mình đã làm cái bản nội quy bự trà bá lửa Nào là quên giặt đồ, phạt Không dọn dẹp, phạt Đi nhậu không thông báo, phạt đó đầy đủ lắm mọi người mình nhìn hơi choáng thiệt nhưng biết làm sao vợ vợ mình mà vợ là người quan trọng cuộc đời mình mà đúng không phạt thì cũng vào túi vợ thôi nó vẫn ở trong nhà không thất thoát đi đâu thì ok cho đến hôm đó em xin vợ nhậu rồi vợ vui vẻ lắm nha anh ôm ra đây 100k thì đi đến 10 giờ 200k 11 giờ 500k tới 12 giờ thì á, mình ái ngại rút ra trong ví tận trăm ca hôm nay mới hôi được trong máy giặt đưa cho vợ đầy tiếc sót. <laughs> ai có về hôm đó mình lại chiến hơi quá với anh em tê tê rồi còn thách thức gọi điện cho vợ đến đón vâng tầm hai chục phút sau vợ mình đến thiệt mình thấy vợ liền ôm hôn khoe với anh em về cô vợ này nọ Em vợ cũng khéo, liền bao anh em mình cả bữa hôm đó luôn. Đó, về nhà, vợ mình yêu thương, đặt mình lên giường, lau mặt, rồi để mình ngủ thẳng cẳng đến sáng mà. Hôm sau, vừa cầm điện thoại thấy tài khoản nhảy số, thì nhà hôm qua vợ trả lấy từ túi của mình, cộng thêm 10 triệu với nội dung sự say của anh và vợ vác về cũng được trả bằng tiền nha anh. <laughs> Rồi em, sau đó nha, ớt khấu cả buổi sáng luôn. Em vừa tính đó là phải làm hết những việc được giao ở trên tủ lạnh từ dọn nhà, giặt đồ, cho mèo ăn trăm cây cảnh, không sạch là em lại phạt trăm ca. Khổ chưa? Nhưng mà cái gì càng cấm càng phạt thì mình càng muốn vi phạm mà tối hôm đó, em bo cho vợ hẳn triệu. Em yêu ơi, hôm nay anh đi nhậu với mấy anh em đá bóng nha. Giờ cứ tự lo, à, tự tự do, tự lo đi. À, chồng tự biết về mà, không nhờ giờ đến đón nữa đâu nha. Đấy, đúng như lời đã hứa. Mình tự về nhà được với bác tài xế kẹp bên cạnh. Sáng hôm sau, mình tính dậy trong nhà tắm. Mà em thật sự không biết mình đã làm gì sai luôn. Trên đầu em là tờ giấy ghi nhớ chứ. Chuyển qua tài khoản em 10 triệu. Do anh sai lời hứa, xe rượu còn huệ bậy. <laughs> mình mặc kệ vừa đi tè em vừa ngân nga và dòng kia cứ thế nó dội về hôm qua mình về nhà nằm trên giường cái hốp điện thoại vào tai nói mớ anh nào của cô cô biến mẹ đi làm phiền vừa thôi vợ tôi đang đây nè rồi sau đó em đi vào nhà vệ sinh với mục đích đi tè nhưng vẫn nghe thấy tiếng điện thoại thế là em cầm cái vòi hoa sen ốp vào tai chứ Liền ơi, em là con điên, người yêu cũ là đồ con chó, giờ vẫn gọi điện, đúng là điên mà vợ anh đang đây nha, gọi làm gì nữa giờ, tắt đi, lóc, ba em gái Rồi, giờ mình không nói hai lời, mở vừa nước để nó xả thẳng vô người mình Mà không hiểu xảy kiểu gì mà vẫn nằm ngủ bất tỉnh được Đang ăn năn hối lỗi thì video vợ mình gửi cho mồm mộ Đúng là đắng cay mà Hôm sau mình bay mất năm chục củ khoa với nội dung nhắc đến cái tên cấm kỵ xứng đáng bị phạt <laughs> rồi vợ mình đưa cả nhà mình đi du lịch nghỉ dưỡng vài ngày còn mình thì ở nhà do bị phạt đưa ra hình phạt mà thấy toàn mình đóng thôi anh em ơi bởi vậy nha khi lấy vợ anh em cố gắng thỏa thuận kỹ giùm tôi một cái đã mất tiền mà còn bị giáo huấn còn bị bố mẹ mắng nữa lấy vợ khổ vậy đó trời mình biết sao được vợ yêu vợ quá rồi không cưới không được ê đời trai yêu vào là khổ nhất ha mình thì đã crush em suốt 3 năm học chung cấp 3 Em ngồi bạn bên cạnh mình mà Ngày nào đến lớp mình cũng trêu chọc Tìm cớ để mà được nói chuyện với em Cứ như vậy tình cảm mình dành cho em ngày càng lớn Nhưng mà mình không có dám bày tỏ tình cảm với em Một phần mình không có đủ dũng khí để nói ra Một phần mình sợ lỡ mà em từ chối Thì tụi mình sẽ mất đi tình bạn hiện tại rồi làm sao Đấy, cứ tưởng mối tình đầu đơn phương ấy Sẽ trở thành một ký ức đẹp Thì buổi du lịch của lớp năm ấy Đã khiến câu chuyện đi theo một hướng khác Năm đó, trước khi thi đại học khoảng 2 tháng nha, lớp mình có tổ chức đi cắm trại 2 ngày một đêm. Đêm đó thì chúng mình quẩy banh cái nóc nhà. Rồi hôm đó, mình làm vài chén rượu cho nên cũng <laughs> hơi lân lân. Rượu vào lời ra mà, mình hẹn gặp em và thổ lộ tình cảm cất giữ bấy lâu nay. Em nói em cũng thầm thích mình nó suốt một khoảng thời gian dài mà không dám nói ra. Trời ơi, hai đứa vui lắm, tâm sự rồi khóc lóc suốt hơn tiếng đồng hồ vì suýt chút nữa là đã bỏ lỡ nhau. Thế rồi chúng mình quyết định là hẹn hò, hứa hẹn viễn cảnh tương lai đầy tươi sáng và mơ mộng mọi người. Chuyện sẽ chẳng có gì đâu Nếu như mà lúc tạm biệt nhau về ngủ á Em không níu mình ở lại Có lẽ đều có rượu trong người mà Cho nên tụi mình không thể nào kiểm soát được Em chủ động hôn mình à, Thế rồi mọi người biết rồi đó Chuyện gì đến nó cũng đến thôi Tụi mình đi quá giới hạn Sau chuyện đó chúng mình hối hận vô cùng luôn Cả hai đều cảm thấy có lỗi về hành động của bản thân Mình luôn động viên em chứ Chúng mình hẹn hò nha Mọi chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi Mình cùng nhau cố gắng ung thi thì là tốt nha Thế rồi á, tụi mình cũng hoàn thành kỳ thi đại học thôi. Hôm qua kết quả thi, chúng mình hẹn gặp nhau. Mình mới khoe em, mình được gần 26 điểm. Có lẽ đủ điểm đổ vào ngôi trường mà hai đứa mơ ước. Ừ, nhưng mà mình thấy khuôn mặt của em buồn rượi rượi à Mình nghĩ do kết quả thi của em không có được như ý Chưa kịp động viên em Thì em bật khóc rồi nói chứ Em, em có thai rồi Bác sĩ bảo cái thai lớn quá, không có bỏ được nữa Mình ôm em rồi khóc Mình vừa thương em, vừa thấy bản thân mình có lỗi vô cùng Cuối cùng hai đứa bình tĩnh lại Giờ chỉ còn cách là thưa chuyện với người lớn thôi mình là người có trách nhiệm mình tính xin bố mẹ cho bọn mình cưới nhau đợi khi con lớn chút thì tụi mình sẽ đi học lại nhưng mà bố mẹ mình nhất quyết không đồng ý mọi người bố bảo chứ con ơi sao mày dạy vậy con mày còn cả tương lai phía trước mày phải đi học chứ giờ cưới xin thì sao mà học được hả con thậm chí mẹ còn dùng những lời không hay về em nữa chứ nó là nó dụ dỗ mày rồi nhà nó hoàn cảnh vậy nó lại chả mong cưới quá về đây tự nhiên là được nuôi ăn nuôi học không có chuyện đó đâu con rồi hai gia đình gặp mặt lần đầu cũng như lần cuối bố mẹ mình đề nghị đưa một khoản tiền lớn coi như là đền bù đi rồi cắt đứt mọi liên lạc coi như là chưa từng quen biết thời gian đầu mình lén bố mẹ mua đồ ăn qua cho em em nhất quyết từ chối mọi chuyện kết thúc rồi mình đừng gặp nhau nữa em tự làm tự chịu mình dù rất là thương em nhưng mà tuổi còn nhỏ mình không thể nào làm trái ý bố mẹ được rồi cũng đến ngày mình lên thành phố nhập học từ đó mình không còn gặp em nữa mọi người đã nhiều năm trôi qua mình chưa một ngày nào quên đi chuyện đó thì thoảng á, mình vẫn hỏi thăm bạn bè về em. Rồi năm đó em sinh con trai, hai mẹ con đều khỏe mạnh lắm nha. Đương thời gian em để con ở nhà cho bố mẹ trông, rồi đi làm ở công ty may gần nhà. Một cô gái có tương lai sáng như vậy, chỉ vì mình mà trở thành mẹ đơn thân, sáng tối đi làm lo cho con, không có được học hành, vui chơi như bạn bè đồng trang lứa. Mình chỉ còn cách là cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến với em. Còn về phần mình á, suốt mấy năm đại học mình đã thử mở lòng, nhưng mà chẳng đi đến đâu. Vì cảm giác tội lỗi nó cứ ám ảnh lấy mình. Á mình thấy mình không có xứng đáng để có được hạnh phúc với mọi người. Hôm ấy, mình đi qua chợ, vô tình nhìn thấy hai mẹ con em cùng với một người đàn ông khác. Nghe nói là đồng nghiệp cảm mến em bấy lâu nay đã quyết định làm mặc kệ mọi thứ mà đến với em. Nhìn cảnh tượng ba người ấm áp đi cùng với nhau, em thì vẫn xinh đẹp như ngày nào, lòng mình chợt thổn thức như những rung động ban đầu. Thứ mà bấy lâu nay, mình chẳng thể nào tìm thấy ai khác hết á. Rồi ánh mắt mình bỗng trùng xuống, bàn tay của con mình đang nắm chặt tay của người kia, nhìn từ khẩu hình miệng cũng có thể đoán ra là thằng bé đang một câu ba ơi hai câu ba ơi rất là vui liễu lo kể chuyện đấu ngừng đâu nhưng mà mình lại thấy không có cam tâm chẳng lẽ mình có thể để yên cái cốt nhục của mình và em gọi người khác tiếng ba ơi dễ dàng vậy hả mọi người mình đã suy nghĩ suốt mấy hôm nay bây giờ mình đã có công việc ổn định rồi có tiền bạc rồi có cả sự chính chắn và trưởng thành nữa biết đâu vẫn còn tư cách để đến bên chăm sóc và bù đắp cho mẹ con em với mọi người dẫu sao em và người đó cũng chưa chính thức làm vợ chồng hợp pháp mà mọi người ơi cho mình xin ý kiến với có con bạn ga lăng lắm đã vậy còn mê trai có hiếu kinh khủng ok người ta có hiếu với người yêu thì cũng tạm đây con bạn mình nó thằng nào cũng có hiếu mà có mấy thằng còn chả quen biết méo hiểu nó ngầu ngầu với ai chứ thấy toàn dính phải trường hợp ối vừa ôi ơi thôi đây là còn chưa làm người yêu chứ yêu nữa hả chắc nó ngu luôn quá Ví dụ như cái đợt xếp hàng ói ẻ ra để ngồi được quán lẩu, thì có một thằng ớt ơ nào đó mới vỗ vai con bạn mình hỏi là có thể nhường bàn cho nó được không vì nó đói muốn xỉu rồi. Bình thường thì nó sẽ chửi không cho đó, nhưng mà thấy mặt thằng này cũng tái nhợt đói thiệt, với lại bọn mình cũng không vội nên nó mới gật đầu nhường. Mình tính bảo sao nó dạo này nó hiện lành vậy, chứ bình thường nó như chó sổng chuồng, cứ dính đến ăn uống là nó không cắn họ là may nó không nói gì mà bắt đầu thì thầm với mình. Ê, họ mấy bọn mình ghép bàn cùng thanh niên kia đi. Nhìn mặt mê trai là hiểu rồi Là một người bạn đi ké Mình chỉ có thể chấp nhận những trò con bò của nó thôi Nên bọn mình mới chơi với nhau tới giờ chứ Còn đang hí hưởng tính chạy lại hỏi Thì chàng trai đã chạy lại một cô gái khác Hí hưởng nói với đối phương Em ơi, mấy bạn nữ này nhường bạn rồi Vào ăn đi, không lại đối ngất cho thấy Anh xót lắm Rồi xong nha con Này thì nhường, này thì muốn ghép bàn Người ta có bồ kìa Mình là nhịn cười lắm rồi đó quay qua xem mặt con bạn mình xám xịt tay là cứ nắm chặt vào nhau nhìn là biết nó cũng cay thế là nó mới hầm hầm ngồi xuống bàn đỡ phải nhường luôn nó mới nhìn cặp đôi kia bằng ánh mắt yêu nhau thì chịu đói chịu khổ đi mắt gì nhường mình bạn nó mà mình cũng cạn lời ngang mà mắt con này nó có hiếu kiểu chọn lọc với mọi người cứ trai có bồ trai công là nó hiếu dữ lắm trai độc thân thì lạnh lùng đồ méo hiểu kiểu gì luôn sau cái vụ ối giời ơi đấy thì nó quyết định nhỏ mắt để sáng mắt ra chắc thuốc mắt không đủ đô với nó thì phải thì có đợt nó bảo là có chú ý một em khóa dưới bảo là chắc chắn là em chưa có bạn gái nó chờ chực em đi căng tin để mua đồ cho thằng bé mình mới thắc mắc hỏi sao nó không mua quà tặng luôn Nhưng mấy hôm trước thì nó mới nhìn mình bằng ánh mắt đắc ý nói mày thì biết gì tao là thích định mệnh tình cờ gặp nhau trước đó tặng là đánh dấu chị đã nhắm vào em để em chú ý mình thôi à ra là tán trai nó phải như vậy thì đúng như nó muốn thằng bé xuống căng tin trường mua bánh nước mình nhìn thằng bé mua loại gì cũng có đôi có cặp thì mới nếu con bạn nghi ngờ là thằng bé của người thương nhưng mà con bạn không muốn tin thế là lao đến gần thằng bé nói ơ trùng hợp quá lại gặp em ở đây cái này là định mệnh được còn gì em ăn gì chị mời em muốn ăn gì chị cũng mua cho em hết chà nghe rất là phú bà luôn nha nhìn thấy con bạn mình thì thằng bé cũng hớn hở lắm nói cảm ơn những món quà con bạn gửi sau đó nhiệt tình gọi ai đó vào Thế méo nào có thằng con trai Nãy đứng ngoài cửa đi vào ôm eo thằng bé trước sự trố mặt của mình và con bạn Bạn mình đứng đơ không hiểu chuyện gì Đàn em mới nũng nịu chàng trai bên cạnh bảo Anh ơi, là chị này hàng ngày mua bánh nước cho hai bọn mình đấy Chắc thấy bọn mình đáng yêu Nay chị ấy tính mời tiếp Anh muốn ăn gì để chị ấy mời À thì ra thằng bé chưa có bạn gái thật Vì nó có bạn trai mà Có hiếu lắm con ạ à. chúc mừng con nha Nhưng không, khi hai thằng ấy chọn đồ xong xuôi mồm tính cảm ơn đã mời thì con bạn dí vào mặt hai đứa mã khuya và nói ừ của hai em hết hai lít bọn em khỏi cảm ơn lấy được tiền xong nó còn lẩm bẩm tao mê chứ tao đâu có ngu mình đã bảo rồi mắt con này nó lạ lắm lại còn nhiệt tình với trai đã có bồ cơ nó mà không đổi cái nết thì kiểu gì cũng bị đánh ghen quang người ta có câu mê trai đầu thai mới hết thế thì đã có câu nào có hiếu với trai đầu thai sẽ hết chưa ạ à? bạn em là hết cứu thật tụi đó mọi người